Anh bị dở người à? Vì mỗi chuyện đấy mà anh mò qua đây á? Anh làm cái gì mà mới sáng sớm đã ngồi đây rồi? Anh ngồi đây từ lúc 3 giờ. Anh bị điên à? Đứng dậy vào nhà nào. Uống cho đỡ lạnh. Mũi này. Mà chẳng hiểu đêm hôm anh mò qua đây làm gì nữa. Em thả phẫn nộ anh. Anh bị dở người à? Vì mỗi chuyện đấy mà anh mò qua đây á? Anh sợ em giận anh nên anh không ngủ được. Tôi không giận. Anh đi về ngủ đi. Ờ. Đi về ngủ đi. Nhưng mà em phải hứa với anh là không được giận anh cơ. Em không giận anh là anh vui rồi. Em đừng có giận anh nhá. Không anh buồn lắm. Nhá. Anh không lạnh nữa à? Tự nhiên lạnh nhở? Lạnh quá. Anh đi về nhá. Đừng lát. Anh lại tới chơi nhá. Nhá. Yên tâm rồi. Đi về đây. Lạnh quá.